Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ thưa quý vị. FBI điều tra về nghi án Iran tấn công mạng các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Cơ quan điều tra liên bang đang điều tra về nghi án đó là Iran tấn công mạng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Theo báo Washington Post, FBI tiến hành điều tra từ tháng 6 khi mà tổng thống Biden còn đang tranh cử. FBI nghi ngờ Iran đứng đằng sau nỗ lực tấn công mạng để nhằm đánh cắp dữ liệu từ hai chiến dịch tranh cử của tổng thống Hoa Kỳ. Các nhà điều tra chưa thấy bằng chứng nỗ lực tấn công chiến dịch của Đảng Dân chủ thành công. Bà Harris đã gia nhập vào cuộc đua vào tháng 7 sau khi Tổng thống Biden rút lui. Chiến dịch của bà chưa lập tức bình luận, trong khi phía ông Trump nói vào hôm cuối tuần rằng Iran đã tấn công vào một trong những website của chiến dịch và FBI đang điều tra sự việc này. Theo ông Trump, tập đoàn Microsoft đã không báo cho chiến dịch của ông rằng Iran đã tấn công một website của họ. Ông Trump nói, Iran chỉ có thể lấy được các thông tin công khai Phía ông Trump nhắc đến báo cáo vào hôm 9 tháng 8 của những nhà nghiên cứu Microsoft, trong đó gợi ý rằng những tin tặc liên quan đến chính quyền Iran đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một viên chức cao cấp thuộc về một chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tháng 6. Báo cáo nói rằng những tin tặc đã lấy được tài khoản thuộc về một cựu cố vấn chính trị và sử dụng nó để tấn công vào viên chức. Các chuyên gia không nhắc cụ thể đến danh tánh của người bị nhắm đến, trong khi đó, Reuters đưa tin rằng Iran đã bác bỏ hoàn toàn về việc tấn công mạng vào trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng như là can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump tái xuất trên mạng xã hội X sau một thời gian dài yên lặng. Cựu tổng thống Donald Trump đã đăng tải liên tiếp hàng loạt các bài và những đoạn video trên chương mục xã hội X trước đây là Twitter ngay trước khi ông có cuộc phỏng vấn với tỷ phú Elon Musk là chủ nhân của trang mạng xã hội X. Trước đó, chương mục của cựu tổng thống Trump trên Twitter và hàng loạt các trang mạng xã hội khác đã bị đình chỉ sau vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Chương mục trên trang mạng X của ông Donald Trump chỉ được mở trở lại sau khi tỷ phú Elon Musk nắm quyền sở hữu trang mạng xã hội này vào năm 2022. Tuy nhiên, lần cuối cùng, ông Donald Trump có bài đăng tải trên trang mạng X là vào tháng 8 năm 2023, khi ông cho đăng tải bức hình được chụp để lưu hồ sơ khi tham dự phiên tòa tại quận hạt Fulton của tiểu bang Georgia. Trong lần xuất hiện này, thì chương mục của cựu tổng thống Donald Trump đã đăng tải một đoạn video dài 2 phút rưỡi, nhắc lại những lời cáo buộc quen thuộc nhắm vào chính quyền của đảng Dân Chủ. Ông Trump tuyên bố, công lý sẽ được thực thi vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới. Việc cựu Tổng thống Donald Trump quay lại mạng xã hội X đã được dự đoán trước. Một cố vấn thân cận của ông Trump từng chia sẻ với báo chí, việc quay lại trang mạng X sẽ giúp phản bác những tin tức tồi tệ nói về ông Trump. Còn ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên hiệp châu Âu, đó là ông Thierry Breton, trước đó đã yêu cầu ông chủ của trang mạng xã hội X, tức là tỷ phú Elon Musk, hãy gia tăng kiểm duyệt các nội dung được cho là có hại liên quan tới cuộc trả lời phỏng vấn sắp tới của ông với cựu tổng thống Donald Trump. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với hậu quả về pháp lý. Cả ông Donald Trump và ông Elon Musk đều bị khiếu nại bởi vì có ý hăm dọa người lao động. Nghiệp đoàn công nhân xe hơi vào hôm 13 tháng 8 thông báo rằng họ nộp đơn khiếu nại lên đông Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bởi vì có ý hăm dọa người lao động trong cuộc phỏng vấn giữa hai ông trên mạng xã hội X vào tối hôm trước đó. Trong cuộc phỏng vấn, thì hai ông bàn về việc ông Elon Musk có thể giữ vai trò gì ở trong chính quyền của ông Trump nếu như ông Trump tái đắc cử năm nay. Ông Trump khen ông Musk vì quan điểm chống nghiệp đoàn, tuy nhiên luật liên bang bảo vệ công nhân đình công không khỏi bị sa thải nên hăm dọa sa thải công nhân đình công là bất hợp pháp nghiệp đoàn công nhân xe hơi cho biết như vậy nghiệp đoàn này đã nộp đơn khiếu nại đến ông trump và ông musk lên hội đồng quan hệ lao động quốc gia vốn là cơ quan có nhiệm vụ điều tra cáo buộc của người lao động của nghiệp đoàn và của doanh nghiệp từ lâu nay ông trump đã công khai đối đầu với ông fenn cũng như là nghiệp đoàn công nhân xe hơi và tháng trước, nghiệp đoàn này tuyên bố ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Đồng thời chỉ trích gai gắt ông Trump và đã cố nêu rõ những cái điểm khác biệt giữa ông Trump với bà Harris. Họ cho rằng bà Harris sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho nghiệp đoàn là ông Trump. Đáp lại, ban tranh cử của ông Trump gọi ông Fenn là một con rối cho đảng Dân Chủ, mà đáng buồn là không phục vụ hàng triệu công nhân của nghiệp đoàn khắp đất nước đang ủng hộ cho ông Trump bởi vì họ biết là ông sẽ bảo vệ việc làm cho họ và đặt họ lên trên hết. Vẫn tin liên quan tới cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, đảng Sen sẽ xuất hiện trên lá phiếu của tiểu bang Nevada đã có thể tước bất phiếu của phe Dân Chủ một thẩm phán tại tiểu bang Nevada vừa đưa ra phán quyết cho rằng Đảng Xanh sẽ xuất hiện trong danh sách ứng cử viên tổng thống tại tiểu bang này vào tháng 11 tới đây, đồng thời bác bỏ đơn kháng cáo của Đảng Dân chủ và tạo cơ hội cho đảng phái thứ ba có thể lấy bớt phiếu của phó tổng thống Kamala Harris. Nhật báo The Hill loan tin Đảng Xanh không xuất hiện trong danh sách ứng cử viên của tiểu bang Nevada từ năm 2008. Thế nhưng năm nay, đảng Sen đề nghị yêu cầu được quyền tiếp cận lá phiếu và đã bị đảng Dân Chủ tại tiểu bang này phản đối, lấy lý do là một số chữ ký của cử tri đã ghi danh không hợp lệ. Tuy nhiên, thẩm phán của tòa án sơ thẩm tại Carson City là Christine Lewis phán quyết cho rằng hành động phản đối của đảng Dân Chủ không đủ để loại đảng Sen ra khỏi chiến dịch bầu cử năm nay vị thẩm phán này đưa ra phán quyết chỉ 2 tuần trước thời hạn cuối mà các đảng thứ ba có thể nộp hồ sơ ứng cử tại tiểu bang Nevada. Ứng cử viên tổng thống của đảng Sen là Jill Stein ngay lập tức tuyên bố trong một bài viết cùng ngày, việc đảng Sen hiện diện tại Nevada có thể tác động đáng kể tới tỷ lệ phiếu bầu vốn đã rất xích sao trong cuộc bầu cử vào tháng 11 trong các chiến dịch bầu cử trong quá khứ thì đảng Dân Chủ đã chỉ trích đảng Sen vì đã tước đoạt hàng một nhóm nhỏ các cử tri trong các cuộc chạy đua mà tất cả các lá phiếu đều có giá trị như nhau. Trong đó có cuộc bầu cử hồi năm 2016 tại Wisconsin, nơi mà ông joe nhận được nhiều phiếu bầu hơn so với tỷ lệ phiếu bầu thắng cử mà cựu Tổng thống Donald Trump hạ bệ cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đó là bà Hillary Clinton lúc bấy giờ. Nước Mỹ sẽ giúp cho khách hàng dễ hủy dịch vụ hơn và điều này sẽ tránh về việc tiền mất tật mang. Trên danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng, hàng loạt cơ quan liên bang đang nỗ lực giúp cho người dân dễ dàng bấm nút hủy ghi danh tư cách thành viên ngoài ý muốn, cũng như là các dịch vụ thanh toán định kỳ. Theo AP đưa tin, một sáng kiến mới do chính phủ đề ra có tên là Thời gian là vàng bạc, gồm có chính sách ban hành những quy định mới, cùng lời hứa áp dụng nhiều quyền lợi hơn cho các ngành công nghiệp từ tư cách thành viên chăm sóc sức khỏe và tập thể dục cho đến ghi danh sử dụng phương tiện truyền thông. Nỗ lực áp dụng chính sách mới gồm có khởi động một cuộc điều tra mới do Ủy ban Truyền thông Liên bang dẫn đầu nhằm xem xét liệu có nên yêu cầu các công ty truyền thông cập nhật những điều khoản sử dụng dịch vụ, giúp việc hủy ghi danh hay hủy dịch vụ dễ dàng như lúc mới ghi danh hay không. Tháng 3 năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang đã khởi xướng về việc ban hành quy định mang tên là bấm vào để hủy trong đó yêu cầu các công ty phải cho phép khách hàng ngừng ghi danh dễ dàng như là lúc họ mới ghi danh để sử dụng dịch vụ. Chính phủ cũng đưa ra một số sáng kiến để nhằm cải thiện mức độ tận hưởng dịch vụ của người tiêu dùng. Vào tháng 10 ủy ban này cũng công bố một quy tắc cấm lệ phí giác lấp liếm và giả mạo có thể che giấu tổng chi phí vé hòa nhạc và phòng khách sạn vân vân. Tháng 4 vừa qua bộ giao thông đã hoàn thiện những quy tắc yêu cầu các hãng hàng không tự động hoàn lại tiền mặt cho những rắc rối như là chuyến bay bị hoãn và công bố rõ ràng hơn các khoản lệ phí liên quan đến hành lý hay là hủy vé sau khi người khách đã mua vé. Một người đàn ông tại Hoa Kỳ bị truy tố vì đã ghi danh bỏ phiếu cùng lúc tại hai tiểu bang khác nhau. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở quận hạt phía đông Pennsylvania đã công bố các cáo buộc liên bang đối với ông Philip Pulley, 62 tuổi, ở Huntington Valley của tiểu bang Pennsylvania, bao gồm việc ghi danh bỏ phiếu gian lận, rồi bỏ phiếu đến hai lần và gian lận bầu cử. Các tài liệu của tòa án cho hay, ông Pulley, người đã ghi danh bỏ phiếu tại quận hạt Montgomery của tiểu bang Pennsylvania từ năm 2005 tới năm 2023, đã đồng thời ghi danh bỏ phiếu tại quận hạt Broward của tiểu bang Florida vào tháng 8 năm 2018 bằng địa chỉ nhà riêng của ông tại Lighthouse Point. Hồ sơ của quận hạt này phát hiện ra rằng bị cáo nói trên là đảng viên của Đảng Cộng hòa. Vào tháng 2 năm 2020, các nhà điều tra cho biết rằng ông Pooley đã duy trì địa chỉ nhà riêng của ông tại cả quận hạt Montgomery và Broward và đã điện đơn xin bỏ phiếu tại quận hạt phía đông Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania bằng cách sử dụng thông tin sai lệch về nơi cư trú, địa chỉ trước đây và cả số an sinh xã hội của ông. Các tài liệu của tòa án cho biết rằng ông Pulley cũng đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 tại cả ba quận hạt, bao gồm bỏ phiếu hai lần cho chiếc ghế thượng viện còn trống ở tiểu bang Pennsylvania trong năm đó. Theo thông cáo từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại phía đông Pennsylvania, các cáo buộc đối với bị cáo này có mức án tù tối đa có thể lên tới 5 năm. Hình phạt bổ sung có thể bao gồm tối đa là 3 năm quản chế cộng với mức tiền phạt từ 10.000 cho tới 250.000 Mỹ kim. Ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc bầu cử vào năm 2020 đã bị gian lận, bầu cử tràn lan, mặc dù không có bằng chứng nào được phát hiện để chứng minh cho những tuyên bố này. Một báo cáo vào tháng 12 năm 2021 của hãng tin AP cho thấy có ít hơn 475 trường hợp gian lận bầu cử tiềm ẩn trong cuộc bầu cử vào năm 2020 trên 6 tiểu bang chiến trường mà ông Donald Trump đã đệ đơn kiện để phản đối kết quả bầu cử. Hầu hết các trường hợp gian lận bầu cử được phát hiện là từ các cử tri của đảng Cộng Hòa. Trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, nước Mỹ lên tiếng báo động về tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở tuổi trung niên theo một báo cáo mới từ trung tâm CDC, hiện nay khả năng tử vong do đột quỵ ở những người trong độ tuổi trung niên đang cao hơn so với hai thập niên trước. Sau ít nhất là một thập niên giảm đi thì tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở những người từ 45 tuổi cho đến 64 tuổi ở tại Mỹ lại bắt đầu tăng vào năm 2012 và đến năm 2019 thì tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi này đã tăng đến 7% so với 7 năm trước đó và tăng thêm 12% trong những năm đầu bùng phát đại dịch. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi này giảm nhẹ vào năm 2022 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trước thời đại dịch. Theo báo cáo, hơn 19.700 người từ 45 tuổi trở lên đã tử vong do đột quỵ vào năm 2022, tức là cứ 100.000 người trong nhóm tuổi này thì lại có khoảng 24 người tử vong do đột quỵ. Đột quỵ là nguyên nhân gây ra tử vong đứng hàng thứ năm ở tại Mỹ. Nói chung, và hầu hết các ca đột quỵ xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra rằng việc bị nhiễm COVID-19 làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở mọi lứa tuổi. Sally Kern, là chuyên gia thống kê ở tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia và cũng là tác giả của báo cáo mới, cho biết trong thập niên qua, xu hướng gia tăng tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi trung niên, trái ngược với xu hướng giảm ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, nam giới trung niên có khả năng tử vong do đột quỵ cao hơn là phụ nữ trung niên. Các chuyên gia cảnh báo rằng tuổi trung niên là thời điểm quan trọng để theo dõi sức khỏe và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì. Tất cả các yếu tố nguy cơ này đều rất phổ biến ở trong xã hội và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi sớm hơn. Hiện nay những người trẻ tuổi thường bị đột quỵ do những bệnh đi kèm này